Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp bài số 10 nhé. Và trước khi vô bài học, cô muốn các bạn xem một đoạn clip sau đây. Sau khi xem, các bạn có thể cho cô biết đoạn clip này nói về điều gì nhé. Khi nghe bài này các bạn thấy là coi clip các bạn thấy là nổi bật lên vấn đề gì nè, đó chính là recycle, reuse and reduce, đó là nội dung trọng tâm của bài số 10 chúng ta ha. Unit 10, recycling. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn 3 phần nha, read, write and language focus. Ở phần bài đọc thì cô mời các bạn mở sách giáo khoa ra trang số 92 nha. Bài đọc trang 92. Read. Chúng ta sẽ đọc bài này. Recycling và sau facts. Đó sẽ làm bài tập số 1, số 2 ở trang 93. À, cùng nghe bài đọc với cô nha. Các bạn nghe giọng đọc của người bản xứ nha.
But tires can be recycled to make pipes recycling and floor coverings. Nowadays, many people car wear tires. Shoes and sandals made in the from USA, old car millions tires. Of old car tires are thrown away every year. Bottles. But tires Britain, can be recycled to make pipes of milk to and floor coverings. And empty ones. Nowadays, empty many people wear shoes and sandals made every from old car tires. Can be reused 30 times. Glass. Bottles. In Britain, in the industry, milkman brings bottles of milk to houses and collects the empty the ones. Glass is collected the empty bottles are then cleaned factory. And refilled. There, every milk bottle up, can be reused 30 times. And made into new glassware. Glass. In industry, drinking most cans. Glass is recycled. People throw away billions the glass of cans is collected every year all and over sent the world. To the factories. In Oregon, there, the government made a up, new law several melted, years ago. And made into they said new that there glassware. Must be a deposit on all drink cans. The deposit cans. Is returned when people, people bring the cans back people throw away billions for of cans every year all over the world. Compost. In Oregon, farmers the government made a new law several years ago. Of years. They said that there must they be a deposit on all drink animals. Cans. And use the dung the deposit is returned when fields. People bring the cans back for they recycling. Also collect household and garden compost to make compost. Farmers have recycled compost their waste for thousands of years. Fertilizer. They grow it food for their animals and use the dung for fertilizing for their fields. One ton of recycled they also paper collect household saves and garden waste trees. To make compost. Compost let us know. Is a wonderful we are delighted natural that you fertilizer. Are interested in protecting it the helps environment. Plants grow. Share your recycling story thought with our readers. For the week. Call one or fax of recycled us paper at 5 saves approximately 8 trees. 456. Let us know. We are delighted that you are interested in protecting the environment. Share your recycling story with our readers. Call or fax us at 5265456. Rồi các bạn đọc bài đọc thì các bạn thấy có những chỗ cần lưu ý cho cô ha. Ở cái phần car tires các bạn thấy nè, có rất là nhiều đồ vật có thể tái chế được. Và ở đây người ta chú ý tới vỏ xe hơi, car tires. Thì vỏ xe hơi có thể lấy để làm thành giày dép nè, vân vân. Các bạn chú ý cho cô trong phần car tire, các bạn gạch dưới cho cô mà underline made from, gạch dưới cho cô từ made from trong bài trong sách giáo khoa nha, trang 92. Được làm từ, được làm từ, ví dụ cô nói giày và dép được làm từ vỏ xe của made from. Ok rồi, ở cái phần bottles, những cái chai, những cái chai thì người ta có thể tái sử dụng những cái chai bằng cách người ta rửa sạch đi và đổ đầy sữa lại. Ở đây các bạn chú ý có một số từ mới ha. Cô sẽ hướng dẫn một số từ mới cho các bạn. Từ thứ nhất là compost. Compost, phân xanh. Phân xanh là gì? Phân xanh là một loại phân được làm từ rác trong nhà, rác ngoài vườn, từ vỏ trứng, từ xác trà, từ trái cây hư, từ rau củ quả. Phần bước đi của rau củ quả người ta ủ sau 6 tháng thì sẽ tạo thành một cái phân rất tốt, rất tốt để bón cây, ta gọi là compost, phân xanh, danh từ hả các bạn, compost, phân xanh. Từ tiếp theo là deposit. Deposit là tiền đặt cọc, tiền đặt cọc. Thì ở bên nước ngoài người ta có một cái luật rất là hay, đó là để thu gom lại những cái vỏ lon thức uống thì người ta yêu cầu khách hàng phải trả một cái tiền đặt cọc thêm vào. Và nếu khách hàng muốn lấy lại cái tiền đặt cọc này thì sau khi uống xong cái vỏ cái lon nước ngọt đó, đem cái vỏ không tới trả cho người ta, người ta sẽ trả lại cái tiền đặt cọc này. Như vậy sẽ giúp thu gom lại tất cả những vỏ lon và đem vào nhà máy tái chế ha. Rồi deposit, tiền đặt cọc. Rồi từ tiếp theo là fertilizer. Chúng ta có từ fertilizer, danh từ là phân bón, phân bón. Phân thú hay phân xanh gì chúng ta cũng có thể làm phân bón được ha. Fertilizer, phân bón. Rồi cái từ fertilizer này nó có gia đình từ của nó là fertilize, động từ là bón phân, cũng dễ nhớ ha. Chúng ta chỉ việc thêm chữ R là danh từ, bỏ chữ R đi là động ha. Danh từ là phân bón và động từ là bón phân. Các bạn nhớ ghi bài vào nha, ghi vào tập và ghi nghĩa rõ ràng cho cô. Rồi từ tiếp theo là glassware. Đó là đồ dùng bằng thủy tinh. Đồ dùng bằng thủy tinh, glassware. Từ tiếp nữa là refill. Refill là làm đầy, có nghĩa là những chai sữa sau khi được
sử dụng xong người ta không có vứt đi mà người ta rửa sạch rồi người ta tái sử dụng nó bằng cách cho sữa vào lại và bán lại cho chúng tiếp cho chúng ta. Ta gọi là refill, làm đầy lại, refill động từ ha các bạn. Và đó là một số từ chính cô gợi ý đây thôi. Còn nhiều từ, gia đình từ của nó, word form của nó thì các bạn ở nhà thì các bạn học trong cuốn word form mà các giáo viên đã phát cho các bạn nhé. Và học thêm từ vựng, còn từ là chúng ta không biết nữa chúng ta có thể tra từ điển nhé. Rồi chúng ta đọc bài như thế thật là kỹ và hiểu bài. Xong chúng ta giải quyết bài tập số 1, số 2 ở trang 93 cho cô nha. Rồi ở bài tập số 1, trang 93 ta yêu cầu chúng ta trả lời câu hỏi. Và chúng ta nhớ đọc kỹ bài, trả lời xong chúng ta mới dò đáp án ở đây với cô nha. Nhớ tự làm trước rồi chúng ta mới dò đáp án nha các bạn. Sau khi đọc bài, trả lời câu hỏi xong, chúng ta thấy đã đúng so với đáp án thì chúng ta chép vào tập nha. Nhớ chép bài đầy đủ cẩn thận cho cô. Rồi ở bài tập số 2 là ta yêu cầu mình hoàn thành những cái câu, hoàn thành những câu mà có những đồ vật được tái chế. Thì ở bài tập số 2 này các bạn cũng ráng tự làm trước cho cô, tự làm xong rồi chúng ta mới dò đáp án trên đây với cô nha. Trên đây là đáp án, chúng ta nhớ cô nói lại là chúng ta phải tự làm trước rồi xong rồi mới dò đáp án. Sau khi ta đã đúng rồi chúng ta chép vào tập đầy đủ cho cô. Đó là bài đọc, nhớ học thuộc lòng từ cho cô nha. Rồi phần tiếp theo cô muốn giới thiệu các bạn đó là write. Phần write ở phần này thì chúng ta phải hoàn tất hai bài tập. Bài thứ nhất là nói về tái chế giấy và bài thứ hai là tái chế sắt trà. Rồi ở trang 93-94 nha các bạn, trang 93-94. Rồi bài tập số 1 người ta cho sẵn mình 8 động từ rồi, mình chỉ việc hoàn thành cái đoạn văn nói về việc tái chế giấy mà thôi. Rồi các bạn cố gắng đọc, từ nào không hiểu có thể mở cuốn word form của từ vựng ra chúng ta tra nghĩa. Rồi chúng ta hoàn tất cho cô đoạn văn ở bài số 1, trang 93. Rồi sau khi chúng ta làm rồi chúng ta dò đáp án với cô nha. Dò đáp án thấy đúng rồi chúng ta chép vô tập luôn cho cô. Đó, 7 từ. Rồi sau khi hoàn tất bài tập số 1, cô và các bạn tiếp tục bài số 2 nha. Ở bài số 2 là dẫn chúng ta tái chế sắt trà. Sau khi đã uống xong chúng ta không bỏ đi, ngoài công dụng có thể bón phân, người ta còn có thể phơi khô để đuổi muỗi ha. Nếu chúng ta mà đuổi muỗi bằng cách xịt thuốc xịt muỗi thì khi chúng ta hít phải cái thuốc đó nó rất có hại cho sức khỏe. Còn nếu chúng ta dùng sắt trà để đuổi muỗi thì rất thân thiện ha, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sức khỏe chúng ta. Như vậy nếu ở nhà các bạn có uống trà, bố mẹ có uống trà thì đừng bỏ cái sáng ti phí ha. Chúng ta phơi khô rồi chúng ta đốt đuổi muỗi rất hay. Rồi ở dưới đây là 4 câu người ta cho sẵn mình từ gợi ý ở trang 94 nha các bạn. Các bạn mở sách trang 94 cho cô. Có 4 câu có từ gợi ý, các bạn phải tự viết cho cô thành những câu hướng dẫn để mà tái sử dụng sắt trà đuổi muỗi. Rồi sau khi các bạn làm xong rồi các bạn có thể dò đáp án với cô, và khi dò đáp án đúng rồi các bạn chép vào tập cho cô nha. Và đó là phần write. Xong phần write, cô và các bạn tiếp tới cái phần quan trọng nhất, đó là language focus. Trang 95, 96, 97 nha các bạn. Chúng ta có 4 bài tập để hoàn tất. Để làm được 4 bài này, đầu tiên cô và sẽ đi vào cái phần thứ nhất rất quan trọng, đó là passive form. Passive là gì? Passive form là thể bị động. Để đổi được một câu sang bị động thì thứ nhất chúng ta phải xác định cho cô các thành phần như là subject, chủ ngữ, verb, động từ và object, vị ngữ. Rồi và công thức bị động, đó là công thức chính của nó, phải nhớ cho cô đó là hai thành phần be và verb 3 ed. Verb 3 ed hoặc ed là sao? Nếu nó là động từ bất quy tắc thì chúng ta mở cuốn động từ bất quy tắc cô đã phát cho các bạn. Các bạn mở ra và tìm ở cột thứ 3 cho cô. Cột thứ 3 hay ta còn gọi nó là past participle. Vậy thì nếu đó là động từ bất quy tắc thì mở cuốn động từ bất quy tắc ra, irregular verb. Mở cuốn động từ bất quy tắc ra. Vậy thì nếu đó là động từ có quy tắc thì sao? Thì chúng ta chỉ việc thêm ed. Nếu bất quy tắc thì lấy cột thứ 3, còn nếu có quy tắc mình chỉ việc thêm ed. Và nhớ hai thành phần chính trong câu bị động đó là be và verb 3.
Trong đó be sẽ được thay đổi theo thì. Nhớ nha, be sẽ được thay đổi theo thì. Có nghĩa là nếu câu đó mình xác định nó là thì hiện tại thì be sẽ được đổi thành am, is, are. Và động từ đương nhiên cũng đưa về, sẽ đưa về verb 3 ed cho cô. Động từ sẽ đưa về verb 3 ed cho cô. Vậy thì nếu câu đó thì quá khứ thì sao? Past simple thì sao? Đương nhiên là be chúng ta sẽ đổi thành was, were. Was, were. Và động từ đương nhiên cũng đưa về verb 3 ed. Rồi các bạn coi nghiên cứu với cô một số thì nha. Thứ nhất, present simple tense. Ở bài này chúng ta chỉ nghiên cứu thì present simple tense, future simple tense. Chú ý này cho cô nè. Nếu ở present simple tense thì đương nhiên be sẽ đổi thành am, is hoặc are, tùy subject ha. Và động từ nhớ đưa về cho cô verb 3, còn nếu có quy tắc thêm đi đi. Vậy thì nếu ở future simple tense thì sao? Ở tương lai thì chúng ta thấy nè, chắc chắn phải có chữ will rồi đúng không? Chúng ta biết là chữ will. Và sau will là động từ nguyên mẫu đúng không? Là nguyên mẫu. Như vậy be chúng ta không thay đổi, mà chúng ta giữ nguyên là be cho cô. Sau will là nguyên mẫu, thành ra be không thay đổi, giữ nguyên là be. Và động từ trong câu chủ động đương nhiên qua bị động phải đưa về verb 3 ed. Nhớ nha. Ở đây cô giới thiệu thêm với các bạn một cấu trúc nữa, đó là modal verbs. Modal verbs. Chúng ta có những cái modal verb như là can, could, must, had to, should, ought to, vân vân và vân vân. Gặp những cái modal verb đó thì chúng ta đổi qua bị động như thế nào? Nếu gặp can chúng ta viết là can, gặp must viết là must, gặp should viết là should. Và các bạn chú ý là sau can, must, should có phải là động từ nguyên mẫu không? Như vậy be cũng giống như ở thì tương lai, chúng ta không thay đổi, chúng ta giữ nguyên be cho cô. Nhớ nha. Và động từ đương nhiên cũng đưa về cho cô verb 3 ed. Như vậy cái thành phần thay đổi đó là be, còn cái thành phần không thay đổi đó là verb 3 ed. Các bạn quan sát hồi nãy giờ chúng ta coi ba dạng, thì dạng nào động từ cũng phải đưa về verb 3 ed, chỉ thay đổi ở cái chữ be mà thôi. Nếu nó ở hiện tại thì be đổi thành am, is, are. Còn nếu nó đi với will thì giữ nguyên be. Còn nếu nó đi với can, must, should cũng giữ nguyên be. Nhớ cho cô thì đó ha. Rồi, đó là bị động. Chúng ta áp dụng công thức này vào bài tập số 1 trang 95. Các bạn mở sách giáo khoa trang 95 nha. Bài số 1 trang 95 ta yêu cầu chúng ta đổi một số câu sang bị động. Sang bị động. Rồi, ví dụ câu thứ nhất nha. Cô với các bạn làm thử câu nhất nè. Câu thứ nhất đó là ta yêu cầu mình break the glass into small pieces. Hãy nghiền nát thủy tinh thành những miếng nhỏ. Nghiền nát thủy tinh, làm vỡ thủy tinh thành những miếng nhỏ. Bây giờ mình phải xác định nè, những câu này là những câu hướng dẫn chúng ta tái chế thủy tinh. Và những câu hướng dẫn này các bạn thấy động từ đứng đầu câu, break này, thấy chưa? Thì khi đổi qua bị động chúng ta đều áp dụng cho cô công thức bị động ở hiện tại đơn nha. Present simple tense. Vậy công thức của nó là gì? Am, is, are cộng verb 3 ed. Bước thứ nhất chúng ta sẽ tìm subject để đưa lên. Nghiền nát cái gì? Nghiền nát thủy tinh thành những miếng nhỏ. Vậy thì mình sẽ nói ngược lại là thủy tinh được nghiền nát thành những miếng nhỏ. Vậy thì mình sẽ đem chữ thủy tinh là the glass lên làm chủ ngữ. Và the glass không đếm được, số ít. Chúng ta thêm vô cho cô động từ to be là am, is hay are, chắc chắn là is. Và đưa động từ break về verb 3. Và verb 3 của break là gì? Rồi chúng ta coi nha. Đáp án: the glass is broken up into small pieces. Thủy tinh được nghiền nát thành những miếng nhỏ. Đó là câu A. Rồi bây giờ cũng tương tự như vậy, các bạn đổi cho cô những câu tiếp theo. Nhưng cô lưu ý các bạn là ở câu cuối cùng là câu F đó, là chúng ta có 3 câu lần. 3 câu. Như vậy chúng ta phải đổi bị động ở 3 câu đó luôn ha. Các bạn tự làm trước ha. Tự làm trước xong rồi các bạn dò đáp án với cô. Dò đáp án với cô, thấy cảm thấy đúng hết rồi thì chúng ta sẽ chép vào tập. Nhớ nha. Nhớ tự làm trước. Rồi những câu sau. Dò đáp án với cô nha. Nhớ chú ý câu cuối cùng hơi dài nha, bởi vì nó phải đổi bị động qua tới 3 câu. Và khi đổi bị động ở hiện tại đơn các bạn chú ý nha, chú ý cái chủ từ. Và chủ từ nó số ít thì dùng is, số nhiều thì dùng chú ý cho cô. Và động từ toàn bộ đưa về verb và bài đi. Bài tập số 1 chưa xong ở đây.
người ta còn yêu cầu chúng ta sắp câu hướng dẫn này theo hình cho nó đúng. Thì ở trong sách trang 95 có 6 cái hình. Các bạn nhìn vào và xếp với cô nha. Rồi sau khi các bạn xếp xong ở trang 95 những cái hình, 6 cái hình đó, các bạn dò đáp án với cô. Cảm thấy đúng thì chúng ta chép vào tập luôn nha. Ở bài tập số 2, bài tập số 2 là chúng ta sẽ hoàn thành một bài hội thoại. Và nhớ người ta yêu cầu mình sử dụng thì đúng, hình thức đúng và dạng đúng. Và nhớ chú ý cô nhắc các bạn một trước là tất cả những cái câu này chúng ta đều phải đưa về bị động. Bị động. Và phải dùng công thức bị động ở Future Simple Tense. Thì tương lai nha. Công thức bị động ở tương lai. Rồi tại sao như vậy, các bạn đọc đi, các bạn đọc đoạn hội thoại các bạn sẽ thấy rõ tại sao chúng ta sẽ dùng Future Simple Tense. Vậy thì công thức của Future Simple Tense là gì? Chính là hồi nãy cô mới nói subject plus be plus verb bày đi. Rồi sau khi chúng ta hoàn thành rồi, làm rồi, xong rồi chúng ta mới dò đáp án với cô nha. Dò xong đúng chúng ta cũng chép vào tập luôn cho cô. Đó là đáp án của cô. Nếu cảm thấy đúng chúng ta chép vào tập nha. Rồi các bạn thấy nè, cô nhắc một điều nha. Khi chúng ta đổi qua bị động, đầu tiên là chúng ta phải xác định thì trong câu đó là thì gì. Bởi vì vậy, bởi đi với một thì khác nhau thì sẽ có một công thức bị động khác nhau. Cái thứ hai cực kỳ quan trọng đó là chúng ta phải thuộc verb 3 ed. Đúng không? Phải thuộc động từ bất quy tắc hay là có quy tắc. Cái nào có quy tắc thêm ed là bất quy tắc, phải lấy ở cột 3. Không thuộc thì chúng ta không thể nào đưa về bị động được. Nhớ nha, ở nhà rảnh học động từ bất quy tắc cho cô. Rồi sau khi hoàn thành bài số 2 rồi, chúng ta chuyển qua một điểm ngữ pháp tiếp theo để chúng ta làm được bài tập số 3, số 4 nha. Ngữ pháp đó là adjective, tính từ. Tính từ được đi theo bởi có hai công thức nha các bạn. Công thức thứ nhất, sau tính từ nếu đụng động từ thì động từ đó bắt buộc phải ở dạng do verb. Do verb. Nhớ nha, sau tính từ mà đụng động từ bắt buộc phải ở dạng do verb. Công thức thứ hai, sau tính từ mà có chữ that thì sau đó không xài do verb nữa mà phải chạy đi tìm subject cho cô, chủ từ cho cô. Sau đó nhớ cái điều cơ bản nhất, sau đó luôn luôn là chủ từ nha các bạn. Rồi sau đó mới tới động từ. Và động từ này các bạn lưu ý một điều nữa nè, chúng ta sai rất nhiều nè. Động từ này phải được chia thì. Và chia nó là thì gì? Phải dựa vào ngữ cảnh của câu. Nhớ nha. Cô nói lại, sau tính từ có hai hình thức. Thứ nhất, đụng động từ là do verb. Thứ hai, sau tính từ có chữ that thì sau đó phải là một clause. Nó một clause là gì? Không hiểu. Clause chính là một câu, một mệnh đề. Một mệnh đề thì phải có chủ ngữ, có động từ. Đúng không? Và nhớ phải đi tìm cho được chủ ngữ phù hợp với ngữ cảnh của câu. Và động từ phải chia thì phù hợp với ngữ cảnh của câu. Cô lấy ví dụ nha. Ví dụ cô có câu thứ nhất. Tôi rất vui, tôi hạnh phúc khi gặp lại bạn. I'm happy to see you again. Tại sao see ở đây cô dùng là to see? Lý do nó đứng trước nó có happy tính từ. Và sau tính từ, đụng động từ phải là to, to vật. Nhưng ở câu thứ hai các bạn thấy nè, tôi vui mừng khi bạn đã vượt qua kỳ thi. Bây giờ sau delighted, delighted là vui mừng và nó cũng là tính từ. Ta có chữ that thì bắt buộc mình phải chia thì ở cái động từ past, các bạn thấy không? Đâu thể nào dùng to past được mà phải chia thì. Bạn đã vượt qua kỳ thi rồi, bây giờ tôi mới vui mừng. Thành ra chữ past phải đưa về quá khứ, thêm ed vô cho cô. Và phải có chủ từ. Bạn đã vượt qua kỳ thi, chủ từ đây chính là subject, đây chính là you. Ok. Rồi nắm được hai cấu trúc này rồi, các bạn giải quyết được cho cô bài tập số 3 và bài tập số 4. Ở bài tập số 3, ta yêu của mình hoàn thành bài hội thoại sử dụng từ trong cái khung đó đó. Và nhớ phải đưa về phù hợp nghĩa cho cô nha. Sau tính từ là to verb. Vậy tất cả những cái từ này đã tự cho mình một cái tính từ với một cái động từ. Thì mình đưa động từ về to verb cho cô là xong. Rồi chúng ta đọc bài số 3 thật kỹ và giải quyết cho cô. Chỉ có 4 chỗ trống để điền vô. Chỗ trống thứ nhất người ta làm mẫu rồi. Và chúng ta chú ý nha. Làm xong mới dò đáp án với cô. Dò đáp án xong thấy đúng chúng ta chép vô tập. Nhớ chép bài đầy đủ cho cô ha. Rồi sau khi xong rồi chúng ta qua bài số 4. Ở bài số 4 là hoàn thành một lá thư sử dụng hình thức động từ to be cho nó phù hợp cùng với tính từ trong khung người ta cho. Trang 97 đó các bạn, mở ra trang 97 giùm con.
Rồi ở bài số 4 này có một số tính từ người ta cho ở trên cái khung thì chúng ta phải thêm động từ to be. Hồi nãy bài 3 là mình lấy tính từ kết hợp với động từ đưa dịch to be. Bài 4 là mình tìm động từ to be cho phù hợp thì nha. Hiện tại hay quá khứ phải đọc cho thật kỹ cho cô. Rồi kết hợp với tính từ cho phù hợp nghĩa của câu. Rồi nhớ đọc giùm cô lá thư cho thật kỹ. Rồi dùng từ điền vào xong, chúng ta dò đáp án với cô. Dò đáp án xong thấy đúng chép vào tập. Ok. Rồi sau khi chúng ta hoàn thành bài số 4 là chúng ta đã kết học ngày hôm nay rồi. Như vậy thì các bạn chú ý ở nhà học từ cấu trúc và chuẩn bị cho cô bài số 11. Nếu không có gì thay đổi thì tới vào thầy cô chúng ta sẽ gặp lại nhau cùng học bài số 11. Còn nếu tình hình dịch bệnh còn căng thẳng, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta còn bị nhiều ca nhiễm thì chúng ta bắt buộc lại phải tiếp tục học online, Và các bạn chú ý là cô và các bạn không ai muốn học online hết, đúng không? Chúng ta muốn được tới trường, được gặp gỡ nhau, thầy trò chúng ta cùng trò chuyện, cùng học tập, nó vui hơn là học online, đúng không các bạn? Vậy thì muốn làm được điều đó thì Tết này chúng ta bớt đi du lịch lại, ở nhà nhiều hơn, và chúng ta hạn chế tụ tập. Còn nếu chúng ta mà có đi đến những cái nơi nào đó đông đúc bắt buộc phải đi thì chúng ta nhớ đeo khẩu trang thường xuyên cho cô, rửa tay thường xuyên, nhớ nhé, giữ vệ sinh cho bản thân, giữ sức khỏe cho bản thân mình, cũng là giữ sức khỏe cho cả cộng đồng. Cố gắng nha, cô và các bạn cùng cố gắng để chúng ta vượt qua nhé. Rồi, kết thúc bài ha. Lời cuối cùng cô muốn chúc cho các bạn có một năm mới thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ bên gia đình, luôn dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe cô. Chào các bạn.